Cầm trên tay bạch tuộc tử thần độc hơn rắn hổ mang, cô gái vẫn không hề hay biết. Sinh vật lạ thân cá đầu chim gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Ngôi làng lạ lùng, 237 người khác huyết thống nhưng ngoại hình giống hệt nhau. Kinh dị người đàn ông cho hàng nghìn con ong bu lên mặt. Rợn người, lốc xoáy từ hàng triệu con muỗi trên cao tốc ở Argentina. Cận cảnh chú cún xấu xí nhất thế giới. Sốc video thợ lặn suýt bị cá mập hôn. Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với kênh Nghiện Khám Phá. Cuộc sống quanh chúng ta có vô số những điều bí ẩn, những con người kỳ lạ, những hiện tượng khó tin. Ngay bây giờ, hãy cùng mình đón xem ngay trong video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, cầm trên tay bạch tuộc tử thần độc hơn rắn hổ mang, cô gái vẫn cứ cười hí hửng. Nếu như chỉ nhìn qua, có lẽ các bạn sẽ thấy con bạch tuộc bé tinh hình như thế này còn chẳng đáng sợ bằng những con bạch tuộc khổng lồ, được không nào? Tuy nhiên, đừng nhìn nó nhỏ mà coi thường nha. Một cô gái người Mỹ có tên là Kaylin Phillips đã đến du lịch tại Bali, Indonesia. Tại đây thì cô và các bạn của mình đã bắt được một chú bạch tuộc đốm xanh, thích thú truyền tay nhau ngắm nghía. Sau khi đăng tải clip lên trên các trang mạng xã hội, cô gái mới tá hỏa nhận ra mình vừa mới cầm trên tay lưỡi hái tử thần. Đó chính là bạch tuộc đốm xanh. Tuy nhỏ nhưng là một trong những loài động vật có nọc độc nguy hiểm nhất của thế giới đại dương. Thậm chí nọc của chúng còn độc hơn cả rắn hổ mang. Chỉ cần một cú cắn nhẹ không mấy đau đớn như kiến chích thôi, các bạn có thể nguy kịch chỉ trong vòng 10 phút, sau đó bị tê liệt, suy hô hấp cấp, dẫn đến mất mạng. Chia sẻ về trải nghiệm hú hồn của mình, cô nàng nói rằng vì thấy con bạch tuộc đẹp mắt, lại dễ thương quá, cho nên cô mới vớt nó lên và truyền tay nhau. Bài học ở đây chính là nếu như thấy những con động vật sặc sỡ ở dưới đại dương, các bạn không có nên tùy tiện động vào chúng đâu nhá. Vì con nào càng đẹp thì lại càng độc. Thứ hai, kinh dị người đàn ông cho hàng nghìn con ong bu lên người. Bình thường, nhìn thấy tổ ong thì chúng ta sẽ ngay lập tức vắt chân lên cổ mà chạy nhanh còn kịp trước khi bị đàn ông đuổi và chích cho một phát. Vậy mà, có những người sẵn sàng để cả ngàn con ong bu kín người mà chẳng hề hấn gì luôn đấy. Ruan Liangmin, người Trung Quốc, đã lập kỷ lục thế giới mới khi để hơn 600.000 con ong bu lên người. Trước tiên thì anh chàng đã dùng 60 con ong chúa để thu hút hơn 600.000 con ong khác bò lên cơ thể của mình. Vào thời điểm cơ thể của anh Ruan bị ong phủ kín từ đầu đến chân, đã có tất cả là 637.000 con ong kết thành chiếc áo bằng ong nặng tới 63,7kg ở trên người. Tổ chức Guinness Thế giới đã công nhận anh là người đàn ông mang bộ ráp ong nặng nhất thế giới. Và để có được thành tích này thì anh chàng đã phải rèn luyện khả năng miễn dịch với nọc độc của ong trong suốt 19 năm làm nghề đấy các bạn ạ. Thế cho nên, việc để ong vây kín người chỉ khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi và ngứa ngáy mà thôi. Vì thế các bạn tuyệt đối không có được làm theo video đâu nhá, cực kỳ nguy hiểm đấy. Thứ ba, sinh vật lạ thân cá đầu chim gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Cá nhưng lại mang giao diện của một con chim ư? Các bạn thấy kỳ lạ không? Một nhóm các ngư dân ở Quý Châu, Trung Quốc đã bắt được một sinh vật kỳ lạ với thân hình mình cá chép, đầu giống chim bồ câu. Đoạn video được đặt đăng tải đã cho thấy sinh vật thở hổn hển trên mặt đất, qua đó khẳng định luôn đây không phải là sản phẩm của Photoshop. Đoạn video đăng tải đã ngay lập tức gây bão trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Cộng đồng mạng được dịp tranh cãi khi xác định sinh vật này không biết là cá hay là chim. Các chuyên gia khẳng định đây là một chú cá thuộc họ cá chép, thế nhưng bị biến dạng phần đầu, thường gặp ở cá nước ngọt. Được biết sau đó, nhóm ngư dân này đã phóng sinh con vật đặc biệt xuống nước. Mặc dù bị biến dạng, thế nhưng trông chú cá cũng khá cute đấy chứ, các bạn nha. Thứ tư, ngôi làng lạ lùng, 237 người khác huyết thống nhưng giống hệt nhau. Anh chị em sinh đôi, sinh ba, thậm chí là sinh năm chúng ta cũng đã từng thấy. Thế nhưng mà các bạn đã bao giờ gặp trường hợp hàng trăm người không cùng huyết thống nhưng lại giống hệt nhau hay chưa? Gần đây, 237 người Ấn Độ có khuôn mặt gần giống hệt nhau đã thu hút rất nhiều sự hiếu kỳ cũng như quan tâm của các nhà khoa học trên thế giới. Ngôi làng đó tên là Haragunan, có rất ít người biết đến nơi này nhé. Cuộc sống của cư dân rất yên bình, họ không hề nhận ra sự kỳ lạ trong chính ngôi làng của mình, cho đến khi một nhà di truyền học người Đức xuất hiện. Chuyên gia người Đức nhận ra, các đặc điểm trên khuôn mặt của cư dân làng giống hệt nhau, đều có chiếc mũi giống hình nón, lông mày rậm và đôi môi rất dày, rất khó để phân biệt họ chỉ bằng mắt thường. Người lớn tuổi cũng đã lên tiếng giải thích tại sao lại có hiện tượng như thế này. Trong làng, họ tin rằng các vị thần đã ban cho họ những công năng kỳ lạ. Nhiều chuyên gia đã đến nghiên cứu và đặt giả thuyết, thế nhưng vẫn chưa ai chắc chắn. Vậy thì làm thế nào người trong làng lại nhận ra nhau? Chỉ biết rằng họ nhận dạng qua chất giọng, có người nói giọng điềm đạm, có người thẻ thẻ, cất giọng là có thể nhận ra. Dân làng đã quen sống với những người giống mình nên cũng không thấy điều gì kỳ lạ.
Thế nhưng chúng ta cảm thấy thực sự lạ kỳ, đúng không nào các bạn? Thứ năm, lốc xoáy mũi kinh dị xuất hiện trên đường cao tốc ở Argentina. Một sự việc bất thường đã xảy ra trên đường cao tốc ở Argentina. Thoạt nhìn có vẻ như những chiếc xe đang di chuyển trên đường hướng tới một con lốc xoáy khổng lồ. Thế nhưng hình dạng lờ mờ trong vòng xoáy là một thứ gì đó rùng rợn hơn rất là nhiều. Cái lốc xoáy đen tối thực sự là một bầy mũi khổng lồ. Hàng triệu con mũi nhỏ li ti chuyển động giữa không trung tạo thành hình lốc xoáy đáng ghê sợ. Các nhà nghiên cứu đã giải thích cho hiện tượng này. Thì ra mưa lớn gây ra lũ lụt, làm xuất hiện nhiều vùng nước động lớn, tạo điều kiện cho mũi cái đẻ trứng. Số lượng lớn côn trùng sinh ra cùng một lúc và xâm chiếm thành phố. Cơn lốc xoáy mũi có thể sớm tan biến sau 15 ngày. Thế nhưng do lo ngại về những vấn đề môi trường, chính quyền thành phố sẽ sử dụng dịch vụ khử trùng trong các trường hợp nghiêm trọng, nơi xuất hiện mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Cảnh tượng này mặc dù không phải thảm họa, nhưng thực sự giống với ngày tận thế các bạn ha. Thứ 6, cận cảnh chú cún xấu xí nhất thế giới. Chó là một người bạn trung thành của con người, thế nhưng tôi cá là bạn chưa từng thấy chú chó nào xấu hơn như thế này đâu. Mr. Happy Face, anh chàng mặt vui, được vinh danh là chú cún xấu xí nhất thế giới trong một cuộc thi tổ chức hàng năm tại California, Mỹ. Thời điểm đăng quang thì Mr. Happy Face đã gây ấn tượng với chỏm tóc lưa thưa, nhô cao ở trên đầu cùng với một chiếc lưỡi luôn thòng sang một bên, đầu từ lúc nào cũng nghiêng nghiêng như thế này. Trước đó thì chú chó có gương mặt xấu hài này đã từng phải sống trong một điều kiện hết sức là tồi tệ, không được chăm sóc kỹ càng, thậm chí là còn bị bạo hành. Các bác sĩ cũng đã từng cảnh báo chú chó sẽ khó có thể sống được quá vài tuần. Tuy nhiên, với tình cảm của chủ nhân mới, Mr. Happy Face đã được nuôi dưỡng và yêu thương trọn vẹn. Chú cún xấu xí đã được lãnh 1.500 đô cùng một chuyến đi thành phố New York. Các bạn thấy chú chó này có đáng yêu hay không? Nếu như có thì nhớ cho một like nha. Thứ 7, sốc video thợ lặn suýt bị cá mập hôn. Cách đây vài ngày thì một đoạn clip thoát tim đã được quay lại và đăng tải trên mạng xã hội, khiến cho nhiều người không khỏi hãi hùng. Người thợ lặn trong làn nước mờ đục không hề phát hiện nguy hiểm phía sau. Con cá mập khổng lồ đang há to cái miệng, tiến đến gần anh ta và chỉ trực chờ ngoạm cho một phát. Thế nhưng may mắn là anh chàng thợ lặn đã phản ứng rất nhanh, ngay lập tức cúi đầu xuống, thoát khỏi hàm răng khủng bố của con cá mập, thoát chết trong gang tấc. Một pha quá là nguy hiểm và thoát tim luôn, phải không các bạn? Vâng, cuộc sống luôn có quá nhiều điều bí ẩn. Nếu như các bạn thích series này thì anh em nhớ like và comment để qua giúp cực tôi làm thêm nhiều phần tiếp theo nữa nhé. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào, hẹn gặp lại.